Hướng dẫn sử dụng cái bục JC V1F này để đọc và ghi PID, cái lối nguồn điện này. Đây, mình ấn vào cái nút giữa này là check. Đấy, nó báo như này, nên như này là ok. Đây, bốn dòng là ok. Bên này sẽ là grid này, tương ứng luôn này. Có nghĩa là mình check trước nhé, check trước để lên các cái thông số, sau đó mình bắt đầu mới. Đấy, nó ghi ra là 001 chấm pin này, thì gỡ cái này ra, gắn cáp tương ứng của các cái model. Đấy, như này nó đã đọc rồi. Mình kiểm tra cái cáp này, như này là ok này, đọc ra các thông tin ok. Thì nút bên này là nút read ghi nhá, xoay xoay ấn vào đây, nó hỏi có ghi không thì ấn yes. Đấy, như vậy là hoàn thành, thoát ra ngoài bằng cái nút này. Cái bức JC này thì bây giờ nó hiện tại là nó rất là tiện, là vì sao? Nó có thể có thêm cái chức năng là chỉnh sửa pin và màn hình luôn. Đấy, bộ đủ của nó như này, hoặc là anh em có thể mua rời cái bộ chỉ làm Face ID này như này.